300 tỷ đồng quỹ phát triển du lịch nằm trong tài khoản thì lập quỹ làm gì? Thưa quý vị, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đại biểu truy về quỹ 300 tỷ đồng hỗ trợ phát triển du lịch mấy năm nằm trong tài khoản. Sau đại dịch, Chính phủ và Quốc hội quan tâm hỗ trợ ngành du lịch phục hồi bằng chính sách tài khóa tiền tệ, bố trí 300 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên đến nay, số kinh phí này vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng và tiền lãi được dùng chi cho hoạt động thường xuyên và bộ máy hành chính quản lý quỹ. Đại biểu Trần Chí Cường, đoàn Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay, quỹ phát triển du lịch được hình thành từ năm 2021, số tiền 300 tỷ đồng là vốn điều lệ của quỹ. Theo quy định, không được phép chi cho các hoạt động xúc tiến du lịch mà phải gửi tại kho bạc nhà nước. Theo luật du lịch, số tiền này gọi là vốn điều lệ, được áp dụng theo quyết định số 49 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong đó quy định vốn điều lệ được bảo tồn phát triển bằng cách gửi ngân hàng. Bảo tồn nguồn vốn đó, phần lãi được dùng làm chi phí cho tổ chức bộ máy. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời không thuyết phục, nếu như không cho sử dụng thì quỹ này lập nên để làm gì. Vô lý là ở chỗ chỉ bỏ một số tiền vào tài khoản, lập ra một bộ máy quản lý rồi lấy tiền lãi ra nuôi bộ máy đó. Bộ máy đó lãnh lương chỉ để quản lý số tiền đã gửi và chẳng làm gì liên quan đến quỹ, hay nói như cách mà của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là không làm gì động đến số tiền đó cả. Cho nên, đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn Thái Bình phải thốt lên. Nếu như giao quỹ này cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, rồi Bộ lại gửi tiền này vào ngân hàng thì không cần ban quản lý quỹ. Quá khó hiểu, quá vô lý, bỗng dưng lập ra một quỹ, lập một bộ máy quản lý nhưng không vận hành quỹ mà chỉ ngồi lãnh lương. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thừa nhận bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được. Vừa qua bộ đã thay chủ tịch, giám đốc của quỹ này. Có nghĩa là không tiêu được tiền là do chủ tịch, giám đốc quỹ yếu kém, không phải là do quy định. Càng giải thích càng rối thêm. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói thêm, đến thời điểm này chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh điều hành, trước mắt tập trung xúc tiến quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch để phát huy hiệu quả quỹ. Xin thưa rằng, tham ô tham nhũng thì có pháp luật trừng trị. Ở đây, Bộ trưởng phải giải thích lập quỹ ra để làm gì khi tiền chỉ nằm trong kho bạc, lấy lãi để nuôi bộ máy. Bộ phải có trách nhiệm vận hành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có hiệu quả, đúng như tên gọi của nó. Răn đe kỷ luật không trị dứt điểm được dịch bệnh sợ trách nhiệm. Thưa quý vị, liên quan đến dịch bệnh sợ trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có một động thái rất quyết liệt khi yêu cầu văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản trình của các cơ quan, đơn vị không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc có văn bản trả hồ sơ, tờ trình cho các cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành chỉ thị số 20 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc. Chỉ thị này có rất nhiều nội dung được xem là thuốc chữa cho dịch bệnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có nội dung đáng chú ý là văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khi nhận được văn bản trình của các cơ quan, đơn vị không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc có văn bản trả các hồ sơ, tờ trình cho các cơ quan, đơn vị. Nếu vi phạm lần 1 thì thông báo nhắc nhở, lần 2 tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó, đồng thời gửi đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sở nội vụ để theo dõi và tổng hợp. Đây là một động thái có tính răn đe rất cần thiết của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Trong bối cảnh chỉ thị số PCI của địa phương này năm 2023 đạt 65,71 điểm, xếp thứ 44, tụt 21 bậc so với năm 2022, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ sau tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là trong hoạt động của cơ quan hành chính tỉnh vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức như thừa nhận trong chỉ thị. Thật ra thì đến thời điểm này, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đã không còn là chuyện riêng của địa phương nào. Nói như đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội, trong phiên thảo luận về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 hôm 25 tháng 5 là đã thành một loại dịch lan rất nhanh ở mọi cấp, mọi ngành. Và đây được chỉ ra là một trong những nhóm nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc nhiều chính sách của nghị quyết 43 còn hạn chế, chưa thực sự đi vào đời sống. Đại biểu Nguyễn Anh Trí nói thêm là thực sự đau buồn khi nhân dân thấy rõ điều đó. Có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức trong thời gian qua. Trở lại với chỉ thị số 20 của tỉnh Nghệ An, thời gian qua cũng có nhiều địa phương mà gần nhất là Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế quyết liệt với tình trạng né tránh, đùn đẩy, trách nhiệm bằng những chỉ thị tương tự.
Thực tế, từ các địa phương cho thấy những chỉ thị kèm biện pháp có tính kêu gọi, răn đe, dọa kỷ luật như thế này dĩ nhiên sẽ cho lại một phần hiệu quả trước mắt, nhưng tính bền vững lại không có cơ sở. Bởi một khi đã gọi tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm là một loại dịch bệnh lan rất nhanh, thì những giải pháp có tính răn đe, kỷ luật cán bộ không phải là thuốc hay là vaccine hiệu quả. Thuốc và vaccine tốt vẫn phải là những hành lang pháp lý an toàn để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Điều này đã được đề ra trong Nghị định số 73/2023, nhưng đến nay, nhiều địa phương ví như Nghệ An vẫn đang loay hoay ở giai đoạn yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện. Phụ huynh đừng quá căng thẳng khi con mình không vào được trường công. Quý vị thân mến, kỳ thi vào lớp 10 trường công lập năm nay cũng sẽ hạn chế đầu vào, sẽ có rất nhiều học sinh không có được chỗ ngồi trong trường công như mọi năm. Đa số phụ huynh đều muốn con mình thi đỗ vào lớp 10 trường công, sau đó là tốt nghiệp vào đại học, kiếm một tấm bằng cử nhân, kỹ sư để vào đời. Lâu nay tấm bằng đại học như ám ảnh trong suy nghĩ của nhiều người, phải có nó mới là có học, mới là người thành đạt. Cho nên cha mẹ rất buồn khi con mình thi rớt đại học hay có những lựa chọn khác ngoài cổng trường đại học. Có điều thực tế đời sống đã khác, nhu cầu của thị trường hiện nay phá vỡ mọi quy tắc được định hình lâu nay. Có rất nhiều người cầm tấm bằng đại học nhưng thất nghiệp, ngược lại không ít người chỉ học nghề nhưng có việc làm ổn định, thu nhập cao, có người làm ông chủ thành đạt. Trở lại với kỳ thi vào lớp 10 năm nay, đối với những học sinh không vào được trường công thì có nhiều cánh cửa khác để lựa chọn. Các bậc phụ huynh nhìn xa trông rộng chắc chắn đã có sự chuẩn bị cho con mình. Người có điều kiện sẽ cho con du học vào trường quốc tế, vào trường tư, không nhất thiết chỉ vào trường công, và cho đó là nơi dạy con mình tốt nhất, chất lượng cao nhất. Còn một cánh cửa nữa là trường nghề. Cha mẹ có thể chọn cho con mình những trường nghề chất lượng cao, đào tạo ra công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề. Hiện nay thị trường lao động thừa thầy thiếu thợ, người nào thực sự là thợ giỏi thì không lo gì việc làm. Công nhân kỹ thuật, thợ giỏi không chỉ có việc làm ổn định mà thu nhập cao. Vậy thì cầm tấm bằng đại học mà lang thang tìm việc và cầm tấm bằng nghề, lương cao bên nào giá trị hơn là đã quá rõ. Cha ông nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh từ xưa nhưng ngày nay vẫn đúng. Học một cái nghề và làm thợ giỏi là thực tế, còn hơn chạy theo những giá trị ảo. Bằng cấp không chất lượng, học ngành nghề thị trường không có nhu cầu thì đó chỉ là vật trang trí hoặc liều thuốc an thần cho bản thân và gia đình mà thôi. Nhưng có một đòi hỏi từ phía người học, đó là trường nghề phải đạt chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực có thực chất. Song phẳng mà nói, trường nghề chất lượng cao còn quá ít, không đủ sức tạo niềm tin và động lực để phụ huynh gửi gắm. Nếu như các trường nghề nâng cao chất lượng, cung cấp cho thị trường thợ giỏi, liên kết đào tạo đại học cho những học viên có nhu cầu thì sẽ là cánh cửa tốt cho học sinh lựa chọn. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.